Hà Nội, ba ông già Noel gây tranh cãi vì lướt ván phản lực trên Hồ Tây. Ngày 24 tháng 12, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ba thanh niên mặc trang phục ông già Noel và lướt ván phản lực trên Hồ Tây, Hà Nội. Sau khi đăng tải, clip trên đã nhận được nhiều bình luận trái chiều, có ý kiến cho rằng hành động lướt ván phản lực trên Hồ Tây tiềm ẩn nguy hiểm, bởi lẽ theo quan sát hình ảnh trong video, ba người lướt ván phản lực không có thiết bị bảo hộ, cứu hộ và biện pháp đảm bảo an toàn. Theo tìm hiểu, clip trên được thực hiện vào ngày 23 tháng 12 trên một fanpage của đơn vị chuyên bán ván phản lực, cũng đăng tải video có bối cảnh giống như clip ông già Noel lướt ván phản lực trên Hồ Tây.